Chiến tranh không phải là một thứ có thể đoán được xem khi nào sẽ diễn ra, ở đâu, bao lâu một cách chính xác. Nhưng cũng như dự báo thời tiết vậy, ta nghi ngờ nó nhưng cũng không thể xem nhẹ mà khiến cục đá trên trời rơi trúng đầu được. Đối với các quốc gia châu Á Thái Bình Dương thì rõ ràng thế lực lớn mạnh nhất chính là người đàn anh thiện lành mang tên Trung Quốc. Là một trong những cường quốc đứng đầu trên thế giới, lẽ đương nhiên các quốc gia lân cận có lý do để lo ngại về việc Trung Quốc sẽ hoành hoại và thậm chí có thể gây chiến, dù đó vẫn là viễn cảnh rất khó xảy ra trong thời đại này. Tuy nhiên, hãy cứ thả trôi cho trí tưởng tượng một chút và thử đặt ra câu hỏi rằng nếu xung đột xảy ra thì đâu sẽ là mục tiêu của Trung Quốc? Hãy cùng mình đi tìm câu trả lời qua bài viết Nước láng giềng nào sẽ bước vào cuộc chiến tranh tiếp theo với Trung Quốc của tác giả Cinnamon được đăng trên website của Spyroom nhé. Cũng xin lưu ý rằng bài viết này được tác giả thực hiện vào tháng 5 năm 2019 và cũng chỉ là quan điểm cá nhân. Do đó, có thể những số liệu trong bài đã cũ. Tuy vậy thì chúng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới các luận điểm của bài viết. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhá. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Philippines. Nếu đem so với quân đội Trung Quốc thì quân đội Philippines đúng là một trò cười. Quốc gia này có ngân sách quốc phòng xấp xỉ với Việt Nam, tức là vào khoảng 3 đến 3,5 tỷ USD. Lực lượng chính quy của Philippines có khoảng 180.000 quân. Quân đội nước này không có một chiếc xe tăng hoàn chỉnh nào. Cũng không sao, vì Philippines là quốc đảo. Thế nhưng, điều đáng nói là lực lượng hải quân của họ chỉ gồm 119 tàu chiến, mà một trong ba số ấy chỉ là tàu tuần tra. Chỉ có hai chiếc xứng đáng gọi là chiến hạm thực thụ. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải tổ quân đội, nhưng có lẽ Philippines sẽ không làm được gì nhiều trước hải quân Trung Quốc. Nhưng tạm gác lại vấn đề quân sự, theo quan điểm người viết, có lẽ Trung Quốc sẽ không lâm chiến với quốc đảo này. Dù Philippines đã từng rất quyết liệt với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, nhưng giờ đây, chính phủ của họ có lẽ đã chấp nhận thỏa hiệp với Trung Quốc và trở thành một chư hầu không chính thức của đại lục. Philippines đã chấm dứt liên minh với Mỹ vào cuối tháng 10 năm 2016 và hồi tháng 1 năm 2019, họ đã dừng mua vũ khí của Mỹ và thay bằng hàng của Nga, Hàn và Israel. Đồng thời, có lẽ họ cũng đã nhắm mắt chấp nhận việc Trung Quốc chỉ một ít phần đảo cực bắc của họ. Có lẽ nguy cơ Trung Quốc gây chiến nước này là không cao. Lào và Campuchia. Trong lịch sử, Lào đã từng thần phục cả triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam lẫn triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Có lẽ nếu trong tương lai Trung Quốc to tiếng ngoài ngõ, thì Lào cũng sẽ chỉ khóa cửa chặt trong nhà mình nhìn ra mà thôi. Thực tế thì việc đánh chiếm một quốc gia không nằm trên con đường thương mại trên biển, dân số 2,5 triệu và tài nguyên không có gì nổi bật hơn là gỗ và voi, có thể nói là không có gì khó khăn với Trung Quốc. Nhưng cũng không cần tốn sức làm thế. Có lẽ nếu chiến tranh xảy ra, Lào sẽ không chống cự được lâu trước khi quốc tế can thiệp và Trung Quốc cũng có ít lý do làm thế. Với Campuchia, nước này vẫn có quan hệ sau lưng với Trung Quốc dù trước mặt vẫn thân thiện với Việt Nam. Sức mạnh quân sự của Campuchia và tài nguyên kinh tế nước này cũng cùng quy mô với Lào. Trong lịch sử, người Campuchia không coi Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm mà là Đại Việt. Có lẽ đến giờ, họ vẫn cay cú vì bị mất đường tiến ra Biển Đông chăng? Dù thế nào, Trung Quốc cũng sẽ không tiến hành chiến tranh với nước này mà cố gắng lôi kéo Campuchia làm đồng minh. Đảo Đài Loan. Trung Quốc đến bây giờ vẫn coi Đài Loan là một tỉnh đang trong trạng thái chờ sáp nhập vào đại lục. Chính phủ Đài Loan dù đã rất cứng rắn với Trung Quốc nhưng họ cũng không làm được gì nhiều hơn là liên minh với Mỹ, tự trang bị vũ khí phòng thủ bờ biển và khẩu chiến. Dù Đài Loan đã, đang có tham vọng chiếm lại lục địa, thật nhé, ghi trong hiến pháp hẳn hoi, nhưng họ vẫn đang phải dựa vào hạm đội của Mỹ lẩn vẩn trong khu vực mà hăm dọa, hay nói như họ là tự vệ lại Trung Quốc. Có lẽ cuộc chiến giữa hai quốc gia, một dân tộc này sẽ rất đẫm máu, nhưng sẽ chỉ xảy ra khi Trung Quốc vượt mặt Mỹ làm siêu cường thế giới. Mông Cổ. Quốc gia này bị kẹp giữa hai siêu cường. Và đáng buồn hơn nữa là nếu bạn có tra quân đội Mông Cổ, thì bạn sẽ nhận đa số kết quả là quân đội của họ thời mà họ tung hoành trên vó ngựa cơ. Nhưng giờ ai lấy ngựa ra đấu với ICBM chứ? Với 3 triệu người và 1 triệu sống ở thủ đô, còn lại là du mục trên 95% đồi núi cằn cỗi của quốc gia này. Có lẽ nếu một cuộc chiến xảy ra, khó khăn với người Trung Quốc là làm sao đưa quân vượt qua núi để bình định nước này. Bất kỳ cuộc tấn công tên lửa quy mô nào cũng có thể khiến Mông Cổ chỉ còn cách giơ cờ trắng. Thật đáng buồn cho một quốc gia từng cai trị Trung Quốc
và họ có lẽ cũng biết được điều đó. Nhưng tin vui là Mông Cổ vẫn giữ được quan hệ khá tốt với cả hai cường quốc Nga. Dù hai nước này có cùng ngứa mắt với Mỹ, nhưng không phải là họ không có bất đồng. Vả lại, việc siêu cường quân sự số 3 thế giới đối với siêu cường số 2 thế giới cũng là một giả thuyết thật thú vị, như siêu cường số 1 đối với siêu cường số 2. Có thể nói, quan hệ giữa hai quốc gia này đang là khá tốt. Họ là cặp bài trùng phủ quyết ý kiến của Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Nga và Trung Quốc cũng vươn tay ở vùng Trung Á, Tây Á và Châu Phi để tăng ảnh hưởng của mình. Bất đồng của họ chỉ nằm ở vấn đề Mông Cổ và vài hòn đảo nhỏ ở biển Hoa Đông, nhưng có lẽ nó chưa lớn lắm, đủ để khiến họ bận tâm. Có lẽ nếu họ đánh nhau, thì Moscow sẽ gặp khó khi phải chuyển quân từ Tây sang Đông, và họ có thể đánh nhau sau khi đã hạ bệ được phương Tây cái đã. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên đã chấp nhận phụ thuộc vào Trung Quốc từ lâu, vì nếu không có Trung Quốc, họ đã không có tên trên bản đồ ngày nay rồi. Dù nồng ấm là vậy, nhưng không phải là quan hệ của họ không có trắc trở. Gần đây, Triều Tiên đã nhiều lần bất tuân Trung Quốc khi không chịu ngồi vào bàn đàm phán về quả hạt nhân của họ, cũng như Trung Quốc cũng đã nể mặt phương Tây mà ký trừng phạt Triều Tiên vậy. Họ đã dần dần nhận ra dù thế nào thì lợi ích dân tộc là trên hết, và đã bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm câu giờ với cả Trung và Mỹ. Dù thế nào thì họ vẫn phải đành chấp nhận việc tuân phục Trung Quốc, và Trung Quốc có lẽ cũng không dám động đến họ, vì họ có đến 5 triệu quân và một quả bom H thực sự. Tuy nhiên biết đâu đấy, nếu một đứa con quá ngỗ ngược thì người mẹ cũng phải dùng đến roi vọt. Ngược lại Hàn Quốc thì Trung Quốc vẫn phản đối cho có lệ, vì cả hai quốc gia này đang phụ thuộc nhau rất nhiều về mặt thương mại. Và dù Hàn Quốc có đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao, thì người Trung Quốc tự tin rằng mình dàn xếp được việc này với Mỹ. Người Triều Tiên trong tiềm thức vẫn nhận ra rằng họ vẫn là một dân tộc trên hai bán đảo. Chính phủ của Hàn Quốc hiện nay vẫn đang tránh chiến tranh, nên một cuộc chiến trong tương lai gần là khó xảy ra. Tình hình bán đảo này phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ và Trung Quốc. Nhật Bản. Có thể coi đây là cựu thù của Trung Quốc. Người Trung Quốc vẫn nung nấu ý định trả thù cho thế kỷ tủi nhục mà họ đã trải qua dưới thời đế quốc Nhật. Và họ đã làm được phần nào khi đánh bại Nhật vươn lên làm cường quốc số 2 thế giới. Nhưng như vậy là chưa đủ. Tranh chấp đảo đặc biệt là đảo Điếu Ngư vẫn đang rất gay gắt. Người Nhật có lẽ cũng cảm thấy mối nguy, nên họ đã cố gắng sửa hiến pháp để thành lập quân đội của họ đúng nghĩa. Và điều này khiến người Trung Quốc ngứa mắt. Dù họ vẫn được Mỹ bảo trợ, nhưng dường như họ cảm thấy điều đó là chưa đủ. Chủ nghĩa vô sĩ đạo đã yếu đi ở Nhật trong gần thế kỷ qua. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ không quên sự nguy hiểm của người hàng xóm to lớn kia. Nguy cơ xảy ra chiến tranh là khá cao nếu một ngày nào đó Mỹ thả cửa cho họ. Ấn Độ. Quốc gia đông thứ hai này còn nhiều vấn đề để đối phó hơn là Trung Quốc. Nhưng đối thủ chính của họ là Pakistan, lại là đồng minh của Trung Quốc. Các cuộc xung đột dọc theo đường biên giới vẫn chưa thực sự chấm dứt, và cả hai đang tranh chấp mái nhà thế giới cùng một quốc gia bé bé là Nepal. Họ đáng gờm như nhau, hứa hẹn một cuộc chiến thật nảy lửa. Nhưng có lẽ họ sẽ đánh nhau trên bộ chứ không phải trên biển. Dù thế nào thì cuộc xung đột giữa họ nếu có xảy ra, dù việc này có xác suất thấp thì cũng sẽ không lớn lắm, và chỉ dừng lại ở mức tranh chấp biên giới chứ không đến mức chiến tranh tổng lực được. Mỹ. Về mặt kỹ thuật mà nói, hiện nay Trung Quốc đang có một cuộc chiến tranh về mặt thương mại với Mỹ. Và tuy Mỹ không phải láng giềng với Trung Quốc, nhưng cuộc chiến giữa hai quốc gia gắn bó chặt chẽ về nền kinh tế này rất đáng được nói đến ở đây. Mối quan hệ Mỹ-Trung từ xưa đến nay có thể tóm gọn trong ba chữ: lợi ích chung, và các chữ chung nó cũng biến đổi như quan hệ hai nước này vậy. Khi chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam bùng nổ, họ ngoảnh mặt với nhau vì lợi ích chung của mỗi cực thế giới khi đó. Khi chiến tranh lạnh sắp đi đến hồi kết, họ bắt tay nhau cùng hạ bệ Liên Xô vì lợi ích chung của họ. Và giờ, khi người Mỹ nhận thấy người Trung Quốc nhúng tay quá nhiều vào cái hộp họ dùng selfie mỗi ngày, họ đang quay lưng với nhau cho lợi ích chung của người dân họ. Sau chiến tranh thương mại là gì? Năm 1930, Mỹ đã ban hành đạo luật Smoot-Hawley Tariff Act, đánh thuế với hơn 20.000 hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, hầu hết là hàng hóa không do Mỹ sản xuất ra. Và thật trùng hợp, tiếp đến là một cuộc đại phá giá tiền tệ ở Anh, Pháp năm 1936 và tại Mỹ năm 1933, trùng với khoảng thời gian xảy ra siêu lạm phát ở Đức. Cuối cùng là chiến tranh xâm lược của Đức tại Ba Lan năm 1939. Cuộc chiến thương mại hiện nay tuy có điểm giống nhưng sẽ có nhiều khác biệt. Trung Quốc và Mỹ dắt tay nhau vào cuộc chiến này không chỉ vì túi tiền của họ, mà còn vì họ muốn khẳng định ai là bá chủ toàn cầu. Nước Mỹ sẽ không đứng yên khi có ai đó thách thức ngai vàng của họ. Tuy các cuộc đàm phán thương mại đang được tiến hành, nhưng ai mà dám chắc, ở đó không có dính dáng các cuộc mặc cả chính trị. Còn các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ không muốn làm kẻ nhún nhường. Cũng nên nhắc lại, hiện người nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất là Trung Quốc.
Mối quan hệ vì lợi ích chung giữa hai nước này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc ai sẽ làm chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới. Nếu là một chính phủ bồ câu hơn, có lẽ họ sẽ kết thúc cuộc chiến này trong khoảng đâu đó thập niên 20. Còn không, thì cuộc chiến này sẽ còn dài đằng đẵng, dẫn đến một cuộc xung đột thực sự về chính trị, chi phối các vấn đề toàn cầu hiện nay. Nguy cơ chiến tranh là rất khó lường, có lẽ nó không giống những gì đã diễn ra trong thế kỷ 20. Nhưng Mark Twain đã từng nói, lịch sử không lặp lại chính nó, nhưng giai điệu của nó thì có. Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam đã có hơn 3.000 năm lịch sử không sạch sẽ cho lắm. 95% các cuộc chiến tranh liên quan đến Việt Nam là đối với Trung Quốc, và cứ 97 năm chúng ta lại đứng lên đánh nhau với người láng giềng một lần. Mặc dù hiện nay chưa có sự đe dọa nào thực sự dẫn đến chiến tranh, nhưng người Trung Quốc vẫn sẽ không từ chối nếu có được một mảnh đất làm sân sau. Có thể nói, Việt Nam và Trung Quốc như Ba Lan và Nga vậy. Mối quan tâm của Trung Quốc hiện nay là giữ làm sao cho Việt Nam nằm trong tầm kiểm soát của họ. Lần đụng độ lớn gần nhất, họ đã đánh chiếm 3 tàu chiến của Việt Nam với 70 thủy thủ. Và từ đó, chúng ta đã nỗ lực hiện đại hóa không quân, hải quân của mình, đồng thời ngấm ngầm liên kết với Nga, Ấn, Mỹ. Điều Trung Quốc lo sợ nhất cũng như dẫn đến xung đột trực tiếp nhất là một ngày nào đó, họ không bảo ban được thằng hàng xóm ngỗ ngược. Tất nhiên, Việt Nam cũng hiểu điều đó nên họ đang cố gắng gia cố cho ổ khóa của nhà mình thật chắc, đồng thời cũng đặt chuông báo động để kêu cứu làng xóm nếu nhà họ bị bẻ khóa. Cũng nên nhắc lại rằng, bất kỳ cuộc chiến tranh cỡ nhỏ nào cũng sẽ đè bẹp tất cả những gì cả hai bên dày công xây dựng. Chiến sự năm 1979 đã làm Đặng Tứ Bình bị chậm mất hai kế hoạch 5 năm. Và cuộc xung đột biên giới Lào-Thái Lan cũng đã tiêu tốn gần hết kho đạn pháo cho súng cối của Thái Lan trong 3 tháng chiến sự. Người viết không nghĩ là cuộc chiến tiếp theo sẽ tốn đạn ít hơn thế. Việt Nam sẽ không dại dột thách thức Trung Quốc. Trung Quốc cũng sẽ không ngu ngốc lâm vào một cuộc chiến với Việt Nam. Họ sẽ gây ảnh hưởng với Việt Nam để chứng minh họ không ngu ngốc đến mức gây chiến. Và có lẽ chính là Trung Quốc. Đức Phật đã dạy rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Lịch sử đã dạy rằng đế chế La Mã đã sụp đổ vì các ông vua cứ đâm nhau liên tục. Hiện tại có thể nói rằng nguy cơ nội chiến ở Trung Quốc là có, nhưng chưa đáng báo động. Trung Quốc vẫn là quốc gia lão luyện nhất trong việc quản lý hơn 1 tỷ dân, và với việc họ ra mắt hệ thống nhận diện khuôn mặt dân chúng khiến cả thế giới vừa kinh ngạc vừa run sợ. Trung Quốc đã không có được ngày hôm nay nếu họ không tập hợp dân tộc Hán quy tụ với một lãnh đạo. Họ đã làm được dù điều đó có khiến người dân không biết Google, YouTube, Gmail là gì. Mặc dù có một số vết nhơ trong lịch sử, nhưng với việc dân tộc Hán chiếm số đông cùng một bộ máy cai trị có hiệu quả, ít nhất là đến bây giờ thì nội chiến là khó, dù thỉnh thoảng máy Tây ở khu Tân Cương vẫn hay to mồm, hoặc các nhà sư ở Tây Tạng than rằng họ muốn có nhà nước riêng để vinh danh Đức Phật. Trung Quốc hiện nay vẫn đang đối mặt với các nguy cơ có khả năng khiến dân chúng nghi ngờ vào nhà cầm quyền. Đã qua rồi cái thời họ sử dụng nhân công giá rẻ, và hậu quả phát triển vô tội vạ là không khí ở Bắc Kinh đã không thể hít thở bằng mũi bình thường được nữa. Đồng thời, vấn đề kinh tế hiện nay cho thấy họ đang đi sau Mỹ trong cuộc chiến thương mại 1-2 bước sẽ là những mối đe dọa thực sự cho chính người Trung Quốc. Nhân loại hiện nay không giống như 100 năm trước nữa. Chúng ta đã học cách yêu thương, chung sống với kẻ thù của mình. Chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng cũng không thể tránh khỏi. Biết được nguy cơ và hiểm họa mà mình sắp phải đối mặt là một cách hữu hiệu để tránh một cuộc chiến tương tàn. Và trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Nếu các bạn cảm thấy thích video lần này, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spy Room và bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.